27. Thấy không, em cũng đừng quá buồn. Đỗ Phàm và Tinh Tinh là bạn cũ lâu năm, cậu ta bảo vệ Tinh Tinh là chuyện đương nhiên thôi. Thực ra Đỗ Phàm cũng đã âm thầm giúp đỡ em rất nhiều. Lần trước trên mạng anh đừng có nhắc đến tên anh ta nữa. Bây giờ tôi không muốn nghe đến tên anh ta. Anh nói xem, Lan Lan sau này phải làm sao? Cô ấy hả? Em yên tâm, tập đoàn bọn anh đã bắt tay vào kế hoạch rồi. Sự nghiệp của cô ấy sẽ không chịu ảnh hưởng gì nhiều đâu. Ý tôi là, sau này cô ấy làm sao để sống cùng con gái đây? Lăng Giang để đưa con gái cô ấy đi rồi. Đưa con gái đi rồi. Có phải hai người hai nơi rồi không? Không được, Âu Dương à, anh xem có thể sắp xếp cho tôi gặp Lăng Giang không? Tôi cũng là mẹ đơn thân, tôi có một số chuyện cần nói với cô ấy. Cô không nên ngồi đây uống rượu. Cô nên đưa con gái về đây đi, nó cần cô. Cô thực sự muốn trốn tránh như vậy cả đời, mẹ con tách biệt sao? Cô có tư cách gì nói tôi? Những chuyện này không phải tại cô sao? Cho dù không phải là cô, cũng do người khác vì cô mà tung tin. Bây giờ tôi không thể cùng Manh Manh sống cùng nhau được, mà phải tách rời nhau. Tôi biết cô muốn tìm một người trút giận. Không sao, cô cứ tìm tôi. Thực ra người tung tin là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là cô vẫn luôn che giấu chuyện cô có một đứa con gái. Mỗi ngày cô đều sống một cách dè dặt, mỗi ngày đều sợ đám chó săn chụp trộm. Đây là cuộc sống mà cô muốn sao? Cô không hiểu đâu. Đúng, tôi không hiểu. Tôi không hiểu những danh tiếng và địa vị huyền ảo kia. Tôi chỉ biết là đối với tôi, con cái là mạng sống của tôi. Cho đứa trẻ một cuộc sống sự thật vui vẻ không tốt sao? Cuộc sống huyền ảo trong ống kính kia và sự nghiệp sùng bái của người hâm mộ đối với cô mà nói quan trọng hơn con gái của mình sao? Huyền ảo, tôi là một minh tinh, là một thần tượng. Tôi từ nhỏ đã sống trong cuộc sống như vậy. Cô bảo tôi làm sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Hơn nữa, những thứ tôi có cũng không phải là huyền ảo. Nếu như tôi chỉ là một bà mẹ đơn thuần, cô có cần định bỡ tôi không? Bây giờ tôi nói cô biết, cho dù cô nói gì đi nữa hay Âu Dương có nhờ gì đi nữa, tôi cũng sẽ không để cho bà của cô vào viện dưỡng lão đâu. Cô còn gì muốn nói nữa không? Đã vậy thì tôi cũng có chuyện muốn nói. Tôi cũng là bà mẹ đơn thân. Bà của Khang Lạc và tôi kết hôn không lâu thì chúng tôi đã ly hôn. Anh ta kiếm một người phụ nữ có tiền. Lúc đó tôi rất hận anh ta. Lúc đó tôi phát hiện tôi có thai. Rất nhiều lần tôi đã muốn phá cái thai này. Người nhà của tôi cũng khuyên tôi từ bỏ đứa bé này, làm lại một cuộc sống mới. Nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy Khả Lạc mỗi ngày đều cười với tôi, khóc với tôi, làm đúng với tôi. Tôi phát hiện Khả Lạc chính là món quà tốt nhất đời tôi. Thực ra có con cũng có thể có cuộc sống mới. Lăng Giang, cô không có dũng cảm đi thử thì làm sao cô biết được không có lựa chọn khác? Tính tiền. Tính tiền.
Cô xem, Bảo Bảo ở trong tay cô cường như thế này. Cô nghĩ xem, nếu như sau này cô không ở bên nó thì nó phải làm sao đây? Thực ra con gái không ở cùng với mẹ lâu đâu, cháy mắt một cái là qua ngay. Nếu như cô bây giờ vẫn tâm mang nó đi, tương lai nhất định cô sẽ hối hận. Tôi biết cô có thành tựu như bây giờ không đơn giản, nhưng mà cô nên dũng cảm vì con gái một lần. Cô nên để cho nó vì có một người mẹ minh tinh như cô mà cảm thấy tự hào. Cô nên đường đường chính chính ở cùng với nó, nói với tất cả mọi người cô có một đứa con gái, nói với fan hâm mộ của cô, như vậy mới không có lỗi với họ. Hơn nữa công ty của Âu Dương cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô mà. Tôi muốn ở cùng với con gái của tôi. Mấy ngày trước đã có một cuộc họp báo, minh tinh Lăng Văn đã không thừa nhận bệnh sinh con. Hôm nay đột nhiên tuyên bố thực ra cô ấy có một đứa con gái. Chi tiết xin mời xem diễn biến cuộc họp báo sau. Cảm ơn mọi người đã có mặt. Thật xin lỗi, lần trước tôi đã nói dối. Nhiều năm trong nghề, tôi đã quen việc che giấu nội tâm của mình. Nhưng mà bây giờ có người cổ vũ, muốn tôi dũng cảm đi thử, thành thực đối diện với nội tâm của mình. Tôi, Lăng Văn, thực sự có một đứa con gái. Cho dù sau này như thế nào đi nữa, tôi đều hy vọng tôi có thể cùng con đường đường chính chính sống cùng nhau, không phải giấu giấu chiếm chiếm nữa. Hôm nay tôi cũng muốn mượn ống kính của mọi người nói con gái một câu mà tôi vẫn còn nợ nó. Con gái à, mẹ yêu con. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Dũng cảm đi thử, thành thực đối diện với trái tim mình. Thái Hồng, đợi anh nha. Ổi pha hâm. Đưa tôi đến đây làm gì? Cháu trai tôi Từ Phong thích chơi máy điện tử. Lúc tôi mệt thì nó có thể giúp tôi đấm bóp. Bà nội sao? Sao lại đây? Em cổ vũ Lăng Văn làm cô ấy dũng cảm đi đối diện với con gái, nên Lăng Văn đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của cô ấy cho anh. Anh đã lập tức sắp xếp cho bà vào đây. Thật sao? Cháu gái Thái Hồng của tôi nó thích nhất là ăn cơm rang trứng tôi làm. Nó là trụ cột của nhà tôi. Có nó thì tôi yên tâm rồi. Hy vọng ông trời phù hộ cho Thái Hồng của tôi có một bến đỗ tốt. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Bà ơi. Bà, sao cháu lại đến đây? Âu Dương dẫn cháu đến. Đứa trẻ Âu Dương này thật là tốt, hết chỗ chơi luôn. Vì chuyện của bà mà nó vừa bỏ tiền vừa bỏ công. Nếu như không vì nó, bà muốn ở đây thật là chuyện không dễ. Cảm ơn anh Âu Dương, không cần cách sáo. Thấy không à, Âu Dương đối với nhà chúng ta tận tâm tận lực, thật là tỉ mỉ. Đặc biệt là đối với cháu và Khả Lạc thì vừa quan tâm vừa chu đáo, không dễ đâu.
cháu đừng kén nữa. Bỏ qua lần này thì không có ai tốt hơn nữa đâu. Bà nội à, cháu... Thấy không? Là bà gái anh nha. Âu Dương, tôi, em, Thái Hồng, đồng ý đi. Thái Hồng, em có đồng ý cho anh một cơ hội không? Để cho anh chăm sóc hai mẹ con em. Đi 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 đi, tìm một nơi hẹn hò đi. Bà nội này, yên tâm đi, bà ở đây rất tốt. Đi thôi, cháu đi đây. Vậy bọn cháu về đây. Bà chăm sóc tốt cho mình đó nhé. Tạm biệt bà. Bà cũng không nỡ rời xa các cháu, nhưng mà bà đau dài không bằng đau ngắn. Bà không muốn các cháu thấy trí nhớ của bà mất đi hoàn toàn, đến người thân của mình cũng không nhận ra. Dù thế nào đi nữa, bà cũng phải cố gắng nhớ mọi người. Chúc phúc mọi người. Điện thoại không nghe, đi đâu rồi chứ? Đỗ Phạm, Thái Hồng đồng ý làm bạn gái của tôi rồi đó. Chúc phúc cho chúng tôi đi. Anh đến đây làm gì? Anh muốn nói với em, cho dù anh không lấy lại được trí nhớ, anh đã quyết định. Đỗ Phạm, nghe tôi nói, đừng phá hoại cuộc sống yên tĩnh mà Thái Hồng không dễ gì hồi phục được. Được không? Anh quyết định chuyển đi. Anh đến chỗ này là khách sạn sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Được, muốn đi thì đi. Cho dù anh không hồi phục lại trí nhớ, nhưng anh rất yêu em. Nhưng mà quá muộn rồi. Âu Tổng, mời vào trong. Cảm ơn cô. Âu Tổng đã chuẩn bị theo yêu cầu của anh rồi ạ. Anh cứ yên tâm. Được, cô Từ, mời cô theo tôi. Đi đi. Nào Khả Lạc, đến với chú nào, được không? Nào. Nào. Ngoan nha, đây, lát nữa ngắm mẹ mặc đồ đẹp nhé. Mời cô bên này. Cô Từ, đây là mấy bộ Âu Tổng chuẩn bị cho cô. Cô có thể mặc thử xem. Tôi mặc không hết nhiều đồ như vậy đâu. Không sao, tôi giúp cô mặc. Không cần đâu, tôi tự mặc được. Không phiền cô đâu. Được, mời cô.
anh quyết định chuyển đi. Anh xem chỗ này là khách sạn sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Được, muốn đi thì đi đi. Nếu ký ức đối với anh đã quan trọng như vậy, vậy anh phải nghĩ ngợi đủ mọi cách dọn vào làm gì chứ. Anh cần gì phải trăm phương nghìn kế gần gũi với người nhà em? Thấy không? Thấy không? Em không sao chứ? Vẫn chưa thay đồ sao? Em thay xong rồi. Em ra ngay đây. Khải Lạc, Khải Lạc, con nhìn mẹ con xem, mẹ con đẹp quá chừng luôn. Đẹp lắm rồi. Khải Lạc, con xem, mẹ con có đẹp không? Cô Từ, phiền cô thử xem chiếc này xem sao. Được. Cô Từ, cô và Âu Tổng quả là trai tài gái sắc đó nha. Đương nhiên, còn có hai người thật dễ thương. Có thể chụp một tấm kỷ niệm không? Tôi, được chứ. Tốt quá. Nào, đẹp không? Nhìn mẹ con có đẹp không? Thấy không à? Nếu sau này chúng ta thành người một nhà, cứ tin anh sẽ mang lại cho em cuộc sống thật hạnh phúc. Khải Lạc, được không con? Nào, nhìn vào đây, cười lên. Nhìn phía trước này, Đỗ Phạm. Thêm một tấm nữa, anh và em ngay từ đầu đã có duyên không phận. Anh có Tinh Tinh rồi, em cũng có Âu Dương. Sau này chúng ta chia hai đường, không cách gì gặp lại nữa. Khải Lạc, nhìn phía trước kìa con, Đỗ Phạm. Em thực sự rất yêu anh, nhưng chúng ta không quay lại được rồi. Em đã quyết định buông tay, rời xa và quên anh, để tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là người đi tiếp cùng em sau này, không phải là anh. Đỗ Phạm, tạm biệt anh. Đại Giang, gần đây quần áo của cô rất đẹp đó. Tôi phát hiện cuộc sống của cô càng ngày càng tốt hơn. Đương nhiên rồi, bộ đồ này và cả cái này nữa đều là con rể mua cho đó. Con rể tôi á, không chỉ đẹp trai, điều kiện gia đình tốt, quan trọng nhất là đối với Thái Hồng và tôi là vô cùng tốt luôn. Nhưng mà Đại Giang, cô đừng cho rằng Đào Hoa chỉ có con gái cô mới có. Tôi thấy cô tràn đầy sức sống này. Hay là dẫn Đào Hoa của cô cũng có. Nói thật, nếu như không có cái gì qua qua đến tìm tôi đã cảm tạ Phật tổ rồi. Trên mạng chiếu một bộ phim cảm động lắm, cô xem chưa? Tên gì cái gì mà chuộc tội á. Tôi nói cô biết, một người đàn ông lừa gạt một người phụ nữ, lợi dụng cô ta, sau đó thì chia tay rồi quay lại một bộ phim. Hay vẫn có thể nhận được sự tha thứ của người phụ nữ kia, quay cảm động lòng người. Nội dung sao nghe quen tai nhỉ? Ngại quá, mọi người tập đi, tôi không khỏe lắm, về trước đây. Được, vậy đi về đi. Được được.
một đạo diễn tài hoa, một đạo diễn thiên tài. Chúng ta hãy chung tay, nhất định sẽ hoàn thành ước mơ vĩ đại. Anh có yêu em không? Yêu. Sao lại giống câu chuyện của mình và Khương đạo diễn vậy? Y hệt luôn. Đạo diễn Khương Đạo. Thật sự là anh rồi. Đánh chết anh, đừng đánh. Đánh chết anh, đừng đánh. Cạn ly, ước mơ vạn tuế. Cảm ơn em. Sớm biết như vậy, hạ thức ban đầu. Nhưng mà bây giờ nếu anh xuất hiện, có lẽ anh ngồi đến đây làm gì? Ngay từ đầu anh đã muốn gạt tôi. Dần dần anh không cần em tha thứ cho anh. Anh rất mong em có thể tin anh sẽ vì em thay đổi. Anh sẽ cố gắng đường đường chính chính làm một đạo diễn. Vậy giờ trước của anh thì sao? Tôi không muốn bản thân khổ sở kiếm tiền để người khác tiêu. Chàng Giang, người anh yêu là em. Anh chăm sóc cô ấy chỉ là nghĩa vụ. Anh sớm đã không còn thích cô ấy nữa. Bất luận em có tha thứ hay không, anh vẫn luôn đợi em. Bộ phim anh quay em xem chưa? Nếu như sau này em xem xong cảm thấy em vẫn không yêu em, vậy anh sẽ đi ngay, lập tức biến khỏi tầm nhìn của em. Thực ra em đã tha thứ cho anh lâu rồi. Chỉ cần anh vui, làm gì anh thích em đều ủng hộ anh. Em nguyện làm người phụ nữ phía sau anh. Thực ra em sớm đã là người phụ nữ phía sau anh rồi. Kim Kỳ, Lý Chiêu, không nắm được cơ hội thì sẽ bị đánh. Nhưng lúc đầu khi em làm việc cũng đâu có nói là phải đánh quyền. Boss, anh xem cô gái bên kia, váy của cô ấy đã rách rồi. Anh sao lại không đi làm chứ? Có thể tiếp tục chứ? Tìm không được cơ hội mà còn than vãn, lúc nào cũng bị người ta đánh. Nào, đừng bỏ cuộc. Nào, bây giờ nỗ lực có tác dụng gì? Muộn rồi. Trước đây không phải là đánh rất tốt sao? Đều đã quên rồi. Quên thì quên chứ, phải nắm bắt hiện tại. Nào, Boss à, em cảm thấy buông tay thì cứ buông tay đi. Đầu đã định sẵn rồi. Tránh ra. Công chiến đến cùng không phải phong cách của tôi. Boss à, người ta đã nắm tay nhau rồi, anh còn tranh cái gì nữa? Tranh đấu là biểu hiện của sự mềm yếu đó. Nếu là tôi nhất định dừng lại, đánh lại từ đầu. Boss à, anh thật sự bị trúng tà rồi. Bây giờ chị Tinh Tinh đã thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty rồi. Em thực sự không hiểu, thiên hạ biết bao nhiêu cỏ, hạ tất chỉ vì một cành hoa chứ? Đó là vì cậu chưa từng yêu thật lòng. Đối với chuyện của Tinh Tinh, tôi sẽ chúc phúc lựa chọn của cô ấy.
Alo, Lăng Giang, tìm tôi có chuyện gì? Muốn hẹn tôi à? Boss của cậu thông minh vô cùng. Tôi nghĩ ra chiêu mới rồi. Cô Lan, cô tìm tôi không biết có chuyện gì. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút, phục hồi ảnh của tôi ở trên mạng có phải là làm không? Tôi, anh đừng vội phủ nhận. Âu Dương đã nói cho tôi biết. Chỉ là tôi không hiểu, nếu anh đã làm việc đó đều là vì Thái Hồng, vì sao anh không ngăn cô ấy, còn giúp tình địch lay động Thái Hồng nữa? Tôi cũng có nỗi khổ riêng, chỉ là bây giờ không tiện nói ra mà thôi. Nhưng mà khi tôi mất đi Thái Hồng, tôi mới phát hiện lúc đầu tôi đi sai rất nhiều bước. Bất luận là thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ cô ấy. Tôi sẽ cố gắng theo đuổi cô ấy. Thực ra, đối với cảm nhận của phụ nữ mà nói, tôi thấy Thái Hồng quan tâm anh. Cô Lăng, cô có thể giúp tôi một việc không? Tôi hả? Đương nhiên được rồi, là vinh hạnh của tôi. Hoan nghênh quý khách. Nhìn em làm gì? Anh chưa từng thấy em mặc như vậy bao giờ. Cẩn thận chút, em mặc cái này thực sự không quen lắm. Nào, cảm ơn. Đúng là hôm nay anh định đưa cả nhà đến ăn cơm, nhưng Tử Phong và dì cứ muốn đưa Khả Lạc về nhà ăn. Bọn họ, anh biết, bọn họ cố ý muốn cho chúng ta có thế giới riêng của hai người. Được rồi, hôm nay tôm hùm ở đây rất ngon, anh giúp em chọn rồi. Phục vụ. Xin chào anh, đây là thực đơn của chúng tôi, anh xem qua xem. Thái Hồng, trùng hợp thật, ở đây cũng đụng phải hai người. Phải đó, trùng hợp quá. Nếu đã trùng hợp như vậy, hay chúng ta cùng ngồi, hẹn hò bốn người luôn, thế nào? Rất đúng, rất đúng. Mời ngồi. Ngồi đi, cảm ơn. Tôi đi rửa tay trước. Bốn phần. Đỗ Phạm chết tiệt, thay đổi cũng nhanh thật. Tôi trụ anh, uống nước sạch chết, ăn cơm nghẹn chết. Từ Thái Hồng, mày có não chút được không? Anh ta đi ăn cùng ai, cà phê cùng ai, không liên quan tí gì đến mày. Nếu như mày còn suy nghĩ lung tung nữa thì mày là con lợn đó. Thấy không? Thật may nghe lời cô đón con gái tôi về. Bây giờ tôi có thể đường quạt mang nó ra ngoài chơi rồi. Hôm nào cô có thời gian rảnh ra ngoài, chúng ta đi cùng nhau. Được. Đúng rồi Thái Hồng, cô không để ý đến chuyện tôi và Đỗ Phạm hẹn hò chứ? Dù sao hai người cũng đã từng yêu nhau. Làm sao có thể chứ? Không để ý. Tôi chỉ là không rõ sao cô lại thích anh ta. Cái tên đào hoa kia thấy ai cũng yêu. Lời này của cô sao tôi nghe thấy có chút chua nhỉ? Chúng ta là bạn, bây giờ cô đã lựa chọn Âu Dương rồi, tôi cũng không để ý chuyện đã qua giữa cô và Đỗ Phạm, và cứ đề phòng lẫn nhau, không bằng chúng ta từ bỏ thành kiến với đối phương.
vui vẻ là buổi hẹn hò của hai người. Cô, hai người thực sự là một đôi sao? Vẫn chưa. Nhưng tôi rất có hứng thú với Đỗ Phạm. Hơn nữa, tôi tin rằng không có một người đàn ông nào sẽ không thích tôi. Cảm ơn anh. Thái Hồng, tôm hùm ngon chứ? Rất ngon. Nào, nếu nói đến tôm hùm, tôi có một chuyện rất buồn cười chia sẻ với mọi người. Được, nói đi. Có một lần tôi đi Mỹ quay phim, người đầu tiên đến nói muốn mời chúng tôi đi ăn tôm hùm. Kết quả con tôm hùm kia đặc biệt lớn. Tôi nhìn trái nhìn phải cũng không biết làm thế nào. Đạo diễn của tôi càng ngực cười hơn, trực tiếp cầm dao lên gõ gõ gõ. Cái dao kia cắm thành tóc của người đầu tiên kia. Kết quả mọi người đón xem. Còn biết em nói đi. Một cái làm tóc giả con ta rơi xuống. Em nói xem, ông ta phải cố ý không chứ? Cái này căn bản là... Có gì buồn cười đâu. Thấy không? Khẩu vị của em không tốt sao? Anh thấy em ăn ít vậy. Không có, em vẫn đang ăn đây. Thái Hồng, bình thường cô thích ăn những gì? Canh mala. Thế à? Thái Hồng à, vậy chúng ta cùng nhau đi ăn. Chính là quán ăn ven đường sao? Thật thú vị. Phạm mà, lần sau chúng ta cũng đi ăn nhé. Lần quán ăn kia ít đi thôi. Quán ven đường không sạch sẽ bằng ở nhà đâu. Nếu như Thái Hồng thực sự muốn ăn, anh có thể kêu đầu bếp trưởng của nhà anh làm riêng cho em. Được ạ. Dùng loại dầu tốt nhất, đảm bảo sạch sẽ, hợp vệ sinh. Hơn nữa đầu bếp trưởng giỏi nhất chính là món tứ xuyên. Vậy hả anh? Em thích nhất là ăn cay đó. Dầu tốt nhất, đầu bếp giỏi nhất cũng không làm ra mùi vị quán ăn ven đường đâu. Có làm ra được thì tinh tế có thừa, mùi vị chẳng ra làm sao. Ăn bữa cơm thôi mà, việc gì phải soi mói khắp nơi vậy? Tôi chỉ là đưa ra ý kiến cá nhân thôi. Vậy sao? Có người hỏi ý kiến anh hả? Cũng đâu có nói là không được nói. Ăn cơm của anh đi, lắm lời vậy không biết. Tự do ngôn luận mà, tự do ngôn luận hả? Anh thật bạn không nói đạo lý. Thôi nào, chuyện nhỏ thôi mà. Âu Dương, bây giờ em muốn ăn canh chua mala. Anh có muốn đi cùng em không? Đi chứ, đương nhiên là đi rồi. Xin lỗi nha hai người, chúng tôi đi trước đây. Bữa này tôi mời. Chúng tôi đi đây. Hào phóng. Vừa mới bắt đầu, anh đừng để mất lòng tin đó. Được, ăn thôi. Thái Hồng à, mẹ hỏi con nhé. Gần đây con cùng Âu Dương hẹn hò như thế nào rồi? Cũng tạm được. Tạm được. Ăn dưa hấu nè. Công tử, sao anh lại làm được vậy? Chỉ cần em vui, anh làm gì cũng được. Anh còn có một niềm vui bất ngờ dành cho em nè. Niềm vui bất ngờ gì? Chào mọi người, hôm nay là sinh nhật của fan ruột chúng ta. Bạn trai của cô ấy, đặc biệt nhờ tôi cùng nhau chúc mừng cô ấy. Mọi người chúc mừng cô ấy sinh nhật vui vẻ, Triệu Thiên Dịch. Sinh nhật vui vẻ nhé, sinh nhật vui vẻ. Bây giờ xin mời Triệu Thiên Dịch lên sân khấu. Đi nào. Đi đi.
Dĩnh, Thiên Dĩnh, Thiên Dĩnh. Đây là bạn gái của tôi đó. Cậu ấy là bạn gái của tôi. Giơ tay. Bạn gái của tôi. Cậu ấy là bạn gái của tôi đó. Được. Thiên Dĩnh được giống như thế này. Đứng trên sân khấu biểu diễn mới đúng. Để tôi, nữ dương đại nhân của anh. Em ở nhà còn một đống việc chưa làm xong kìa. Em làm gì có tâm trạng đi ăn bánh gato? Bây giờ em giao hết phần não cho anh. Việc em phải làm bây giờ là mỗi ngày đều tươi sáng rực rỡ, đẹp tựa như hoa. Tin anh, giao cho anh. Em đương nhiên là tin anh. Nhưng cái này có liên quan gì đến chuyện bánh gato chứ? Hẹn hò mà. Em biết không, làm bánh gato là tuyệt chiêu chí mạng của lãng mạn đó. Hơn nữa, làm người quan trọng nhất vui vẻ. Đi nha, anh làm một cái bánh gato cho em. Là nấu một bát mì. Cũng giống nhau mà. Em xem sư phụ người ta đã chờ chúng ta lâu như vậy. Em nhẫn tâm cản trở công việc của người ta sao? Em được rồi, đi thôi. Nào, nhìn qua bên này. Anh thôi mà. Thấy không? Thấy không? Anh đừng có chụp nữa. Được đó. Anh đừng có đăng lên. Đừng. Anh đừng mà. Anh đưa đây, đưa đây. Anh đừng có đăng lên. Anh làm gì đó? Đưa đây. Đưa em, đưa đây. Xóa đi. Đăng rồi. Đăng lên rồi. Anh viết gì đó? Em xem đi. Sao vậy? Lần đầu tiên dùng bát cổ của lịch sử trăm năm ăn canh mala, mặc dù không thơm như canh của quán chen đường, nhưng những suy nghĩ của ai đó đặc biệt vì mình, cảm thấy thật là vui. Cái gì chứ, đúng là trẻ con, thật là chịu không nổi mà. Lần này không có đạo diễn rồi tác giả đến làm loạn, còn có công cụ chuyên dùng, chắc là có thể ăn được một bữa tôm hùm tươi đẹp rồi. Không biết là con cua to quá hay là mặt của mình nhỏ quá nữa. Đương nhiên là mặt cô to rồi. Ai cũng nói là rượu ngon với người đẹp. Rượu Raffi năm 82 cùng với bít tết, thêm người đẹp bên cạnh, sắc trăng mỹ lệ, tuyệt. Đậu Phạm.
đến rồi à? Anh lái xe lâu như vậy mệt rồi chứ? Cầm lấy cái này đi, đừng để lát nữa cũng quên trên đường. Vậy em xuống trước đây. Được. Bye bye, bye, bye. Bye bye, bye bye, bye. Lăng Giang, cô nói xem, có phải nên đưa ra đồng chí Hạng rồi không?